Xin chào quý vị, hôm nay em đi đến quán đồ cũ. Ở đây có quầy chỗ mà bạn đi mix âm thanh với lại remix mix đây là gì đây, nâng tiếng này gì đây, với lại chỗ này nó có nhiều mix cũ lắm, mix rất nhiều luôn. Nhiều anh chị ở quay mix hôm nay thì em thấy chỗ này nó nhiều mix này, là mix gì đây, Primo Dynamic Microphone. Cái này thì mic gọi là mic kẻ gẹt đó, là BMB này, mic BMB nha quý vị nhé. Rồi cái này thì xác nhận là hát ok thôi, hát hát ra tiếng thôi nhé, còn ngon hay không thì không biết. Một con này về Việt Nam là tầm 300.000 vì cái cuốc nó đã đắt, cuốc nó nặng đấy, còn tiền thì nó bên này hơn 100.000. Con này là có gì đây, Audio Technica này, nhiều thật. Đây là gì đây, là mic chân nhỏ thôi. Đây là dây không cũng có này, đây là gọi gì, Tuplan này. Mic chân to đây, trong giữa này nó rất nhiều. Vì điện thoại em đi nộp tiền, em vào điện thoại sắp hết pin nên chắc em quay nhanh video này, không quay kỹ. Mic Japan này, mic gì đây, Primo Made in Japan đấy, rất nhiều luôn quý vị. Rồi đồ sạc ok, đã chắc ok này. Đây là mic của gì đây, không thấy cái tên, không thấy tên gì cả. Em sợ điện thoại sắp hết pin, tí nữa vào nạp điện thoại nạp tiền không được. Rồi em không quay nhanh. Mà đây là mic, cái này thì trước em cũng mua mấy cái mới gửi về. Đây mic gì đó, mic dây dài chút độ. Cái đàn bên này, đây là cái Armonia, Armonica mic thì thật. Đây là mic microphone, các bạn cái gì mà nhiều thế, Audio Technica nhiều lắm quý vị. Cái này nó bên này nó bán 300.000 một cái, Audio Technica này. Ở Việt Nam nó tầm 150. Còn cái này thì mấy cái hãng không tên tuổi này thì nó rẻ hơn, tầm 150 tên này thôi. Một sau đây đây nhiều hết á, đấy rất nhiều trời luôn. Sony này đã check ok này, đã check học Monica nhiều. Nói chung là mic thì rất là nhiều, ở đây nó có khoảng tầm 20 cái luôn đấy, trong góc này kìa. Vì cái này này căng cái nỗi là cái điện thoại nó sắp hết pin thì còn dưới 10%, nhưng em mà quay lâu thì nó chắc chắn là sẽ hết pin. Tí nữa em ra cây combini em nạp tiền thì không được, vì cái này nạp tiền ở cây ATM thì phải dùng net Movinco microphone made in Japan. Nó là gì đấy, cái này nhẹ thì chắc không ăn thua. Nó mic này mic rẻ chân nhỏ thì không ăn thua này. Cái này là gì đây, cái này cũng Sony à. Sony này thì chân vàng khá đẹp đấy chứ, rất nhiều mic viện. Chắc hôm sau em sẽ rẽ lại đây em quay một cái video đầy đủ hơn và kỹ hơn cho quý vị cùng tham khảo. Sau điện thoại đầy pin á, vì mà sắp hết pin thì em quay kỹ thì chắc chắn là không đủ pin mà làm việc. Giữa đường về hết pin, tiện em đi qua đây thì em đi mua một cái bộ loa bầu vi tính cho anh ở Hồ Chí Minh, và em đi nạp tiền quá thì em vào thấy nhiều, em quay lại giới thiệu quý vị anh chị cô chú trước để hôm sau em sẽ ra em quay lại. Thì bên này thì là nhiều dàn, bây giờ này chắc là sẽ ai thèm. Sony bằng cỗi thứ hỏng Toshiba này đấy, thì nó nhiều đồ lắm, ở đây nhiều đồ lắm, nhưng mà thực sự là nó nói thật anh chị của chủ là em không biết quay từ đâu luôn, nó nhiều quá nhiều mà nó không tập trung lại, là thành ví dụ nó nằm mấy con ngon ngon hay quen thế, nó nằm đây một con, đầu kia một con, nó lắt nhắt nên là nó không tập trung được cái video, mà cứ ngắt ngắt lại đi đoạn này quay thì nó
nó mất cái nguồn cảm hứng để mà quay video rất là nhiều luôn. Là xem quay hơi vội một chút, có thể là cái video nó hơi chất lượng không được tốt. Em xin phép hẹn gặp lại quý vị anh chị cô chú trong video lần sau. Xin chào.